Những đặc điểm giống nhau giữa bộ thu âm Zoom H8 và Zoom H6. 1. Với các dòng Zoom, hầu như thiết kế đều có thể cầm tay dễ dàng, gắn vào giá đỡ mic hoặc giá ba chân hoặc thậm chí gắn trực tiếp trên máy ảnh. 2. Hai mẫu đều ghi đồng thời được nhiều bản ghi cùng một lúc. 3. Có thể tháo và sử dụng các loại đầu mic khác nhau. 4. Có các đầu vào mic live với các đầu nối kết hợp XLR, TRS. 5. Đều sử dụng nguồn 4 pin AA. 6. Có màn hình LCD lớn màu sắc góc cạnh. 7. Giao diện âm thanh USB đa kênh và âm thanh nổi cho PC, Mac, iPad. 8. Giám sát âm thanh cho mỗi bản nhạc là từ jack cắm tai nghe 3.5, hoặc bạn có thể thực hiện bằng cách kết nối trực tiếp với máy ảnh từ đường âm thanh nổi ra ngoài. 9. Hoạt động như một giao diện âm thanh USB mạnh mẽ bằng cách kết nối máy tính hoặc máy tính bảng với USB. 10. Được trang bị micro âm thanh nổi XI-XIH6 cho phép ghi âm thanh nổi tự nhiên và lập thể. Bằng cách thay đổi và tháo rời các viên nang mic, bạn có thể lựa chọn phụ kiện ghi âm theo các tình huống khác nhau. Những điểm khác nhau giữa bộ thu âm Zoom H8 và Zoom H6. Zoom H6. Theo dõi đồng thời 6 kênh. Zoom H8, đầu vào 8 kênh và 12 bản ghi, micro có thể thay thế và trang bị thêm ứng dụng ghi âm cảm ứng. Zoom H6, có 4 đầu vào mic live với đầu nối kết hợp XLR, TRS điều khiển âm lượng một cách chuyên dụng, nguồn ảo lựa chọn 20dB path. Zoom H8, có 6 đầu vào mic live với 4 cổng đầu vào XLR, với mỗi đầu được trang bị một bộ điều khiển độ nhạy và công tắc path. Hai cổng XLR TRS được trang bị công tắc HiZ và tín hiệu mức truyền có thể được kết nối trực tiếp với micro, guitar hoặc điện hoặc bass. Âm thanh lên đến 24 bit trên 96 kHz ở định dạng WAV, tương thích với BWF hoặc nhiều định dạng MP3. Zoom H8 có thể ghi tệp WAV hoặc MP3 tương thích với BWF và hỗ trợ các định dạng sau: 44,1 kHz trên 16 bit, 44,1 kHz trên 24 bit, 48 kHz trên 16 bit, 48 kHz trên 24 bit, 96 kHz trên 16 bit, 96 kHz trên 24 bit. Zoom H6 sử dụng 4 pin kềm AA hoạt động hơn 20 giờ. Zoom H8, bạn có thể ghi hơn 15 giờ với 4 pin AA. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng bộ đổi nguồn AC AT17 tùy chọn, bạn có thể sử dụng nó mà không cần lo lắng về thời gian ghi. Zoom H8 hoạt động từ xa bằng cách kết nối bộ điều khiển Bluetooth BTA1 tùy chọn. Bạn có thể điều khiển H8 từ xa từ thiết bị iOS của mình. Với ứng dụng iOS H8 Control, bạn có thể theo dõi đồng bộ, đo mức và thực hiện các hoạt động ghi, phát lại, tạm dừng. Tính năng mới nhất được trang bị trên Zoom H8 có lẽ là việc ghi âm không hạn chế trên 3 ứng dụng, cho dù đó là ghi âm hiện trường, sản xuất âm nhạc hay podcasting. Với màn hình cảm ứng màu H8, bạn có thể tiến hành quy trình làm việc tối ưu với 3 ứng dụng có thể được lựa chọn theo từng dự án. Ứng dụng Music kiểm soát tất cả các điểm ghi âm quan trọng như mức âm thanh, bộ chỉnh âm và thang đo. Nó hoạt động như một MTR cho tối đa 10 bản nhạc và có thể ghi lại các băng tần lớn. Khi sử dụng viên nang micro bán riêng EX-H8, bạn cũng có thể kết nối với Guitar Lab qua USB để truy cập vào một thư viện khổng lồ gồm các mô hình và hiệu ứng amp tủ. Một ứng dụng ghi âm hiện trường có thể ghi lên đến 12 bản ghi. Màn hình hiển thị giúp bạn dễ dàng kiểm tra mức độ thu âm từng bản ghi hoặc thực hiện các cài đặt như lau cắt, nén, bộ giới. Ngoài màn hình đồng hồ lớn cho phép bạn dễ dàng kiểm tra mức của từng bản nhạc, bạn có thể thực hiện các cài đặt chính như cắt thấp, máy nén, bộ giới hạn và cổng tiếng ồn. Để được tư vấn sản phẩm thu âm, các loại mixer, mic, jack, cap hỗ trợ, bạn có thể liên hệ với iCamera qua số hotline 1900 1860 nhé. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.